Minh Khuê sinh năm 1998 và nhớ hơn 2 tuổi so với đối thủ của anh ở trong trận đấu này là Trần Ngọc Hải. Trọng tài đã cho hai võ sĩ chạm găng. Chúng ta sẽ có cuộc đấu sức diễn ra với tối đa 3 hiệp. Mỗi hiệp 5 phút, đây sẽ là hiệp đấu đầu tiên. Một cú đá vào phần thân đối phương đến từ Ngọc Hải. Một cú đấm tốt của Minh Khuê. Những bước chân loạn choạng của Hải sau cú đấm vừa rồi của Minh Khuê. Cú đấm chất lượng của võ sĩ mang găng xanh. Một cú đấm nữa của Minh Khuê. Khởi đầu vô cùng mạnh mẽ của võ sĩ câu lạc bộ Ngoại Thái. Và đó là tình huống quật ngã đối phương. Minh Khuê cũng rất tự tin trước những bước vào trận đấu này. Anh nói rằng về Ngoại Thái thì anh không thua trước Ngọc Hải. Ngọc Hải cũng đã có pha ngáng trận đối thủ. Trận đấu trở lại. Pha trả đòn của Ngọc Hải trước Minh Khuê. Tình huống áp sát đối phương. Về mặt chiều cao thì Minh Khuê có đôi chút ưu thế so với Ngọc Hải. Anh cao 1m65. Cú đấm thẳng tốt của Minh Khuê. Sau đó là cú đạp tống của Ngọc Hải. Trận đấu rất máu lửa khi mà cả hai võ sĩ đều đã có phút giây loạn choạng trên sàn đài. Tiếp tục là áp sát. Có bỏ đòn tay không chính xác của Minh Khuê. Ngọc Hải có một tình huống né đòn rất kinh nghiệm. Một cú đá của Ngọc Hải. Minh Khuê có thành tích phải nói là rất ấn tượng với 13 chiến thắng sau 16 trận thi đấu chuyên nghiệp. Và anh cũng đang khởi đầu trận đấu này với một quyết tâm rất lớn, sự chủ động là cái gì mà Minh Khuê đang thể hiện trước Ngọc Hải. Nhưng đây là một trận bán kết tranh đài và chúng ta đã chứng kiến kinh nghiệm đã giúp Thành Đạt đánh bại được Nhật Tuấn trong trận bán kết tranh đài đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Một cú đá xoay của Ngọc Hải và sau đó là một cú đấm. Một cú đá phần thân đối phương, cú trỏ của Minh Khuê là thiếu chính xác. Và lập tức Ngọc Hải áp sát. Một cú đấm xoay của Ngọc Hải. Ngọc Hải có những tình huống tiếp cận rất sáng tạo trước Minh Khuê. Có lẽ đây chính là trận đấu có chất lượng chuyên môn tốt nhất trong buổi tối ngày hôm nay cho đến thời điểm hiện tại. Vừa rồi là pha đổi đòn đến từ cả hai võ sĩ. Và hiện tại khép lại hiệp đấu đầu tiên cũng vừa vang lên. Một trận đấu cân bằng đến từ cả Minh Khuê và Ngọc Hải. Chúng ta cũng quay trở lại với trận bán kết tranh đai thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay giữa Nguyễn Đình Minh Khuê và Trần Ngọc Hải. Nguyễn Đình Minh Khuê góc đài màu xanh, găng xanh, Ngọc Hải găng đỏ. Trận đấu đầu tiên đã khép lại với sự cân bằng đến từ đôi bên. Sự chủ động là điều mà Minh Khuê đã thể hiện được, nhưng Ngọc Hải cũng đã có những pha phản công tốt. Với sở trường võ cổ truyền thì Ngọc Hải cũng có cách tiếp cận rất sáng tạo. Những cú đấm xoay, những cú đá xoay, trỏ xoay. Vừa rồi là liên tiếp những tình huống lề cối của Ngọc Hải.
thi đấu ở cự ly gần chắc chắn những pha lên gối cú giáng trọng sẽ là thứ cực kỳ quan trọng. Hai cú đá thấp đến từ đôi bên và vừa rồi là cú đấm của Minh Khuê. Liên tiếp là những pha lên gối vào phần mạng sườn của đối phương đến từ cả Minh Khuê và Ngọc Hải. Một cú đấm xoay không thành công của Minh Khuê, chính xác là đó là cú đấm xoay đến từ Ngọc Hải. Minh Khuê đã áp sát đối phương kịp thời, rất quyết liệt. Một tình huống nữa mà Minh Khuê đã phải loạng choạng. Càng thi đấu thì Ngọc Hải càng cho thấy sự khó chịu của mình. Một cú đấm overhand đến từ Ngọc Hải. Minh Khuê vẫn đang là người có khả năng di chuyển một cách chủ động, nhưng những lần phản công đến Ngọc Hải đều là vô cùng nguy hiểm. Sự quyết tâm là điều mà cả Minh Khuê và Ngọc Hải đều đang thể hiện trong trận đấu này. Hiệp đấu thứ hai, cú đấm thẳng đến từ Minh Khuê. Ngọc Hải đã áp sát rồi, sau đó lên gối. Một pha giáng trỏ của Minh Khuê. Minh Khuê đang có những đòn tay khá hay. Sự cổ vũ rất cuồng nhiệt đến từ Next Pro Muay Thai và đã tiếp thêm sức mạnh cho Minh Khuê ở trên võ đài. Ngọc Hải cũng đang cho thấy sự quyết tâm rất lớn. Một cú đá thấp của Minh Khuê. Ngọc Hải đã chủ động hạ trọng tâm trong tình huống vừa rồi để tránh cú đấm của Minh Khuê. Trọng tài đã phải có những nhắc nhở. Một cú đá vào phần thân đối thủ của Ngọc Hải. Còn một đòn tốt của Minh Khuê. Trong hiệp đấu thứ hai này vẫn đang là một kịch bản gần giống với hiệp đấu đầu tiên. Một sự ngang ngửa và nảy lửa đến từ cả Ngọc Hải và Minh Khuê. Một pha đổi đòn của hai võ sĩ. Ngọc Hải trở lại rất mạnh mẽ. Cú đá của Minh Khuê. Cú đấm vòng của Ngọc Hải và đó là hiệu lệnh khép lại hiệp đấu thứ hai. Thêm một hiệp đấu cân bằng nữa giữa Ngọc Hải và Minh Khuê. Và chúng ta sẽ phải chờ đến hiệp đấu chung kết. Đấu thứ ba chuẩn bị diễn ra, một trận đấu cân bằng và cơ hội chia đều cho cả hai võ sĩ Nguyễn Đình Minh Khuê và Trần Ngọc Hải trong hiệp đấu thứ ba này. Một cú đá của Minh Khuê, tiếp tục làm cú đấm bằng tay trái. Cú đấm xoay của Ngọc Hải. Đại diện của câu lạc bộ võ thuật Hoàng Kim quận 7 đang có rất nhiều những tình huống thi đấu đa dạng. Cú đấm xoay tiếp tục được thể hiện trong hiệp đấu thứ ba. Cú đấm thẳng của Minh Khuê, sau đó là cú đá vào bụng đối phương. Vẫn đang là những sự chủ động. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu mà các trọng tài sẽ khá đau đầu trong việc tìm ra người chiến thắng. Liệu rằng có knockout xuất hiện trong hiệp đấu thứ ba này hay không đây? Điều gì cũng có thể xảy ra. Cú đạp tống của Ngọc Hải nhằm giữ khoảng cách với Minh Khuê. Cú đá cao không chính xác, cơ hội dành cho Minh Khuê. Nhưng Ngọc Hải lập tức đã giữ chặt đối phương. Một cú đá phần thân đối thủ của Ngọc Hải, Minh Khuê tiếp tục lao vào.
Về ý chí chiến đấu thì Minh Khuê đang luôn cho thấy sự chủ động trước Ngọc Hải. Cú đá vào phần ngực của đối phương. Ngọc Hải trả đòn bằng một cú đấm vào mặt của Minh Khuê. Đó là tay thủ chính xác. Né tốt của Ngọc Hải. Không còn nhiều thời gian cho cả hai võ sĩ. Hiệp 3 sắp khép lại rồi. Cú đấm xoay không thành công của Minh Khuê. Sẽ cần phải tìm kiếm nhiều điểm số hơn đến từ cả hai. Liên tiếp là những pha lên gối. Trận đấu quay trở lại. Một cú đá tống của Ngọc Hải. Đó là một cú đầu gối bay đến từ Minh Khuê. Ngọc Hải đáp trả bằng cú đá vào phần thân đối thủ. Minh Khuê dùng trỏ xoay. Liên tiếp là những pha ra đòn rất đẹp mắt và mãn nhãn đến từ cả hai võ sĩ. Hiệp đấu vô cùng hấp dẫn của đội sức của Minh Khuê và Ngọc Hải. Có thể nói là cả hai ai cũng xứng đáng để có mặt ở trong ngày chung kết của Đàn Hòa Championship 2023. Tất cả những gì tốt nhất đang được cả Minh Khuê và Ngọc Hải thể hiện ở trong trận đấu này. Một cú đá cao của Ngọc Hải. Cú đấm xoay đến từ Minh Khuê nhưng không chính xác. Ngọc Hải đã né được cú đấm xoay vừa rồi của đối phương. Trận đấu trở lại. Thời gian đang cạn dần rồi. Một trận đấu với chất lượng chuyên môn rất cao và rất giải trí nữa. Và hiệu lệnh khép lại hiệp 3 đã vang lên. Chúng ta phải chờ đến bảng điểm của trọng tài để phân định thắng thua trong cặp đấu này. Có thể thưởng thức được tất cả những đòn thế đặc trưng của Muay Thái. Với một trận đấu cân tài cân sức như này thì chúng tôi sẽ cần khá là nhiều thời gian để tìm ra được người thắng cuộc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả của trận đấu thứ 5. Trận đấu tranh đài của hạng cân 52,5kg. Và người thắng cuộc là... The winner is... The fighter from the blue corner! Nguyễn Đình Minh Khuê from Necro Muay Thai! Tôi xin được mời ông Dương Ngọc Hải, trưởng bộ môn Muay Kickboxing thành phố Hà Nội lên trao giải cho vận động viên. Và vừa rồi thì tôi cũng nhận được một thông tin rằng là với người vô địch của hạng cân này, giải đấu này, trận đấu này thì anh ấy vừa đã nâng lên con số mà anh ấy sẽ nhận được vào trong giải thưởng của mình. Đó là được thưởng thêm 10 triệu đồng nữa. Và một lần nữa tôi xin được sướng tên The winner, the fighter for Next Pro Muay Thai, Nguyễn